Nhắc đến Foreo thì chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến một dòng sản phẩm khá nổi bật là máy rửa mặt Foreo. Tuy nhiên, một trong những sản phẩm không thể bỏ qua ngoài máy rửa mặt là máy đắp mặt nạ Foreo UFO 2. Để hiểu rõ hơn về dòng máy này và công năng của nó, chúng mình sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích ngay trong video này nhé. Giới thiệu chung về Foreo đã trải qua hơn 8 năm phát triển. Foreo đang dần trở thành thương hiệu tiên phong áp dụng thành công những công nghệ hiện đại vào sản phẩm làm đẹp dành cho chị em phụ nữ. Những sản phẩm nổi bật của Foreo phải kể đến như là máy massage mặt, máy nâng cơ mặt, bàn chải điện, máy rửa mặt. Những sản phẩm này đều được sản xuất đặc biệt trên dây chuyền máy móc hiện đại và đưa những công nghệ tiên tiến nhất để đem lại hiệu quả tối ưu vào việc chăm sóc sắc đẹp. Về thiết kế của Foreo UFO 2, với thiết kế không có nhiều cải tiến so với phiên bản cũ, máy đắp mặt nạ Foreo UFO 2 vẫn mang thiết kế hình tròn quen thuộc với kích thước đường kính 75,5mm, dày 31,4mm và nặng 146,2g. Chính vì những yếu tố này mà người dùng có thể thuận tiện mang theo đi bất cứ đâu. Ngoài ra, toàn bộ phần thân máy còn được bọc bằng chất liệu silicone cao cấp an toàn tuyệt đối cho da. Foreo UFO 2 đã được nâng cấp với 8 màu sáng khác nhau với 8 công dụng cũng hoàn toàn khác biệt. Đèn màu đỏ giúp kích thích sự sản sinh collagen, cải thiện nếp nhăn trên da, giúp da săn chắc và chống chảy xệ. Chế độ đèn LED màu đỏ này hỗ trợ cải thiện tình trạng lão hóa và đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo da. Đèn màu xanh dương giúp làm dịu và kháng khuẩn cho da, ngăn ngừa các vi khuẩn gây hại và hỗ trợ làm giảm mụn cho da, tăng cường sức đề kháng cho các vùng da đang tổn thương. Đèn màu xanh lá, tính năng này giúp cải thiện làn da không đều màu, mang lại cho bạn làn da trắng sáng, đều màu. Đèn màu trắng, ở đèn LED trắng này sẽ có tính năng làm săn chắc da, giảm bọng mắt và quầng thâm mắt, giúp trẻ hóa làn da. Đèn màu tím là sự kết hợp của ánh sáng đỏ và xanh dương giúp da loại bỏ các độc tố gây hại, làm dịu các vết thương và thúc đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. Đèn màu cam giúp hạn chế các tác hại của ánh nắng mặt trời gây nên, hỗ trợ phục hồi làn da chắc khỏe mỗi ngày. Đèn màu vàng, đèn LED vàng này sẽ giúp bạn làm dịu các vết cháy nắng và chăm sóc các tổn thương do môi trường hay tia nắng mặt trời gây nên. Đèn màu lam giúp bạn cải thiện làn da căng thẳng trở nên thư giãn hơn, giảm viêm sưng trên da và giảm kích thước của mao mạch sưng. Công dụng máy đắp mặt nạ Foreo UFO 2. Máy đắp mặt nạ Foreo UFO 2 giúp quá trình chăm sóc da hiệu quả, mang đến cho người dùng một làn da mịn màng trắng sáng. Bên cạnh đó, dòng máy này còn có những công dụng nổi bật như là công nghệ nhiệt trị liệu giúp da được hưởng thụ và thẩm thấu những dưỡng chất có trong mặt nạ một cách nhanh hơn. Từ đó, làn da sẽ được trắng hồng và mịn màng. Chế độ dung thông minh được điều chỉnh phù hợp giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả, ngăn ngừa quá trình lão hóa giúp gương mặt trẻ trung hơn. Làm đều màu da, giúp da được trắng sáng và khỏe hơn. Chăm sóc cũng như làm dịu những vùng da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời tác động. Sóng ánh sáng trị liệu giúp làn da được mịn màng cũng như săn chắc từ sâu bên trong tế bào da. Công nghệ của Foreo UFO 2. Đặc điểm nổi bật nhất ở Foreo UFO 2 chính là áp dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại một cách thành công vào trong thiết bị. Cụ thể như là công nghệ đèn LED, đây chính là công nghệ được nâng cấp rõ nhất ở phiên bản này. Hãng tinh tế sử dụng 8 giải màu khác nhau cùng bước sóng rộng hơn để đem lại hiệu quả tối ưu nhất. Công nghệ Hyper Infusion chăm sóc da tối ưu và đặc biệt nhất, với các chức năng làm mát, massage và khóa ẩm tốt hơn. Quy trình đắp mặt nạ gồm 6 bước sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm và hiệu quả như được chăm sóc tại spa. Foreo UFO 2 được thiết kế đèn RGB LED bên trong, giúp kích thích tăng collagen cho da, giảm nếp nhăn, thâm nám một cách hiệu quả. Được kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth, dễ dàng sử dụng. Hướng dẫn sử dụng: sử dụng qua app. Bước 1, bạn lên Play hoặc App Store tải ứng dụng Foreo về điện thoại cá nhân. Bước 2, sau đó bạn làm theo hướng dẫn và trình tự như trong ứng dụng hướng dẫn để kết nối với máy UFO 2. Bước 3, tiếp đó bạn mở vòng đính kèm từ UFO 2 rồi lấy mặt nạ ra và quét mã vạch rồi đặt vào máy để sử dụng. Bước 4, sau đó bạn nhẹ nhàng dùng máy massage đều khắp mặt theo chuyển động vòng tròn và sau đủ 1 năm s thì máy sẽ tự động tắt. Sau đó bạn lấy tay vỗ nhẹ cho dưỡng chất thấm hết vào da và tiếp tục các bước dưỡng da hàng ngày. Sử dụng không qua app. Bước 1, nhấn nút trên thân máy để khởi động Foreo UFO 2. Bước 2, để kích hoạt mặt nạ ngày thì bạn ấn một lần và nhấn thêm 2 lần sẽ kích hoạt mặt nạ đêm. Đối với các loại mặt nạ khác bạn cũng làm tương tự. Bước 3, sau khoảng 10 s các ánh sáng màu hồng nhấp nháy thì bạn có thể bắt đầu. Bước 4, gỡ vòng đính kèm từ thân máy ra và đặt mặt nạ vào trong và massage nhẹ nhàng đều khắp mặt. Sau khoảng 15-20 s thì tắt máy và tiếp tục với các bước dưỡng da thông thường. Bảo quản: sau khi sử dụng bạn lấy mặt nạ ra và rửa sạch máy bằng nước sạch. Bạn không cần lo lắng vì Foreo UFO 2 chống thấm nước hoàn toàn. Bảo quản máy ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và các thiết bị điện.
Với những công nghệ hiện đại trên, máy đắp mặt nạ Foreo UFO 2 vẫn luôn là lựa chọn tuyệt vời để chăm sóc da mặt. Nếu bạn muốn sở hữu sản phẩm thì hãy đặt mua ở link dưới phần mô tả.